và uh, giới thiệu mọi người là Sơn thì uh, tên đầy đủ là Phan Quỳnh Sơn, uh, đến từ uh, Quảng Ngãi và hiện Sơn là đang công tác uh, ở ngành uh, lao động uh, ở một huyện uh, ở miền núi uh, ở tỉnh Quảng Ngãi à Thì uh, Sơn là công chức cho nên cái vấn đề mà tiếp cận uh, về đối với sản phẩm mà của nhà Orimac và các sản phẩm của uh, uh, Mikafa thì nó có cái thuận lợi theo cái cách mà mình tiếp cận với khách hàng như mọi người đã thấy trên cái bên phía sau của bạn Nga Nguyễn Thao ạ à, chữa à, lành hệ tiêu hóa từ gốc đây là một từ mà sơn rất là thích à, và một từ nữa một cụm từ nữa mà sơn rất là ngưỡng mộ và đi đồng hành cùng với hai nhà Mikafa và Oricomax đó là hai nhãn hàng chúng ta là đều là những nhà nghiên cứu khoa học các CEO chúng ta là nhà nghiên cứu khoa học à, CEO Tú Đinh thì đang nghiên cứu là về tiến sĩ, à, tiến sĩ. Còn À, dược sĩ Vinh thì cũng là học hòm cũng khá to và có kinh nghiệm trong ngành dược cũng khá là lâu năm riêng đối với Sơn thì từ ngày mà Sơn vào rugby và biết đến anh Vinh biết đến Oripharmex và sau đó là Micapha thì Sơn à, gần như là không hơn hai năm nay thì Sơn không 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 dùng thuốc tây nữa mọi người như em à, xin Nguyễn đã chia sẻ với chúng ta đó à, lợi ích của thuốc tây chúng ta là dùng là nó là gì ạ à? thì nó chữa lành rất là nhanh điều trị rất nhanh nhưng mà ngược lại thì tác dụng phụ của nó cũng rất là nhiều nó chính vì vậy thì trong quá trình trải nghiệm của bản thân cũng như là người người nhà của mình và các đồng nghiệp và khách hàng của sơn á, thì cho thấy rằng đi đâu mình ngó quanh ngó tới thì cũng có các cái vấn đề về tiêu hóa là chính và bên cạnh đó là vấn đề xương khớp cũng như có cái vấn đề mà bị viêm đau Đó thì đây là một cái cặp đôi gần như sơn đối với sơn là 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 hoàn hoà, hoàn hảo tuyệt đối, à, tại vì à, mọi người đã thấy từ đầu giờ là mc nga nguyễn cũng đã chia sẻ với chúng ta ba từ khóa đó mà kháng viêm tái tạo và phục hồi, à, đây là một điều tuyệt vời mà hai nhà chúng ta đã kết nối với nhau và đưa đến cho những người kinh doanh rugby chúng ta cũng như những khách hàng mà sử dụng một cái sản phẩm rất là hiệu quả, thì đối với sơn thì những sản phẩm từ những ngày đầu là lắc Gold rồi là Bio lắc Lắc cho trẻ em hoặc là mới đây thì chúng ta có sản phẩm là Pro Bé Bé. Còn Mỹ chúng ta thì có cái sản phẩm viên nghệ đúng không ạ? Mình hay gọi là viên nghệ. Đó. Đấy. đấy Thì nhà Sơn lúc nào cũng có những này. Thì à, mỗi sản phẩm có những cái ưu điểm và vượt trội mà chúng ta thấy rất là rõ và hiệu quả ngay. Ví dụ như à, sơn thì thường có những buổi họp hội họ, hoặc là những buổi làm việc đối với mọi người đồng nghiệp nè trong các cuộc họp lớn thì thường á, thì trong các, các buổi giao lưu thế người ta là trong các, cuộc nhạo cũng thế người ta là hay từ chối vì một lý do là tớ đang đau dạ dày hoặc là tớ đang uống thuốc điều trị này điều này kia hoặc là à, mình đang bị khớp hoặc là bị gút hoặc là viêm đau là gái hoặc là viêm đau à, thắt lưng được kia nọ thì những cái từ khóa đó thì chúng ta gần như gặp rất là nhiều và hàng ngày xung quanh chúng ta đó. thế thì một cặp đôi này rất là hoàn hảo mà để chúng ta kinh doanh cũng như mà tư vấn cho khách hàng và ngoài ra thì chúng ta được sự hỗ trợ rất là nhiệt tình từ hai nhãn hàng mikafa và oreformac đặc biệt là từ chỗ anh vinh cũng như anh tuấn anh ngoài ra cái nhưng không những là được hỗ trợ trực tiếp từ những sản phẩm mà chúng ta được các cái mẹo dân gia mà chính những cái mẹo dân gian mà các anh chia sẻ cho chúng ta thì à, nó kèm theo đánh được vào tâm lý cũng như là hiệu quả khi ra khi người dùng khi mình tư vấn ví dụ như ngoài cái vấn đề xương khớp thì chúng ta à, uống thêm cái gì và cái cách những cái mẹo bây giờ chúng ta giảm đau thì chúng ta làm như thế nào thì tương tự vấn đề hp dạ dày thế thì sơn có một câu chuyện à, như thế này là đốt, à, khách hàng của sơn là à, là một anh chồng là lái xe cho cơ quan nhưng mà chị vợ là rất là quan tâm về vấn đề thế về lái xe thì mọi người biết rồi đi liên tục ăn uống thì thất thường cho nên vấn đề mà đau dạ dày gần như là ba bốn năm nay gần như trước đó cũng đã kéo dài và anh cũng có điều kiện đi có thành phố lớn cũng được khám nè điều trị nè chữa trị nè nhưng không khỏi mọi người thì anh, vợ của bạn ấy là trước đây cũng là một đối tác của mình Uh, kinh doanh nhưng mà trong quá trình kinh doanh thì không đạt được cái cái như mong muốn thì uh, bạn ấy uh, không còn là đấu tác nữa nhưng mà khi nga chia sẻ về sản phẩm nga mình nói về có cái triệu chứng của uh, anh chồng mà uh, bạn đó thì bạn quyết tâm là mua một combo lắc liên gôn để mà trải nghiệm thì lúc đầu là anh chồng rất là khó tính anh chồng bảo rằng là ảnh đi rất nhiều bệnh viện, viện lớn dùng rất là nhiều thuốc điều trị nhưng mà không khó thì cớ gì một cái sản phẩm đơn giản như thế này mà làm cho ảnh giải quyết được vấn đề mà, mà dạ dày thế thì chị vợ thì cũng quyết tâm là đem về lúc đầu là cho uống nhưng mà cũng may là đợt đó là ảnh hết thuốc điều trị thì chị vợ mới đưa cho uống và làm theo hướng dẫn thì cái đường ruột của anh em và sớm hôm sau thì vợ đưa tiếp thì ảnh cãi lại ảnh không dùng chứ cái này là nó chỉ làm mang gì đó thế này thế kia lấy đâu mà 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 giải quyết được vấn đề nhưng mà khi vợ đi thì để nhà thì anh bắt đầu dùng lán dùng lấy dùng mọi người ạ à. tại vì cũng ngại của vợ rồi cho nên là anh lán dùng thì khi mà anh dùng được hai ba ngày thì vấn đề đường ruột của anh cải thiện được thế là <laughs> từ đó là khi mà vợ để trên bàn tự động luôn là anh lấy anh dùng và đến nay thì anh về cơ bản là anh tại vì cái tính của anh là rất là là là, là là kỹ và sát nát và so sánh là mình đi có cái bệnh viện lớn như thế đó thế thì ảnh dùng và để trên xe dùng thì 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 nó cải thiện rất là hiệu quả và đến nay thì vấn đề mà đi lại cũng như ăn uống về cái vấn đề dạ dày của anh đã cải thiện được rất là 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 ổn đó thì đó là một trong những câu chuyện của mình à, chia sẻ còn ngoài ra ví dụ như đối với em và kết hợp hai cái sản phẩm này lại thì cũng nhờ bạn thảo với anh tuấn anh cũng chia sẻ và cũng từ kinh nghiệm mà dân gian ví dụ như bị viêm đau khớp Tại vì anh anh đó là một chủ doanh nghiệp khi mà ảnh đi điều trị cũng giống như anh lái xe kia à, anh có điều kiện cho nên anh đi có cái thành phố lớn anh xét nghiệm kia nọ các thứ nhưng mà đến nay ấy, thì sau khi tư vấn là mình tư vấn sản phẩm thì anh cũng chưa mua đâu nhưng mà khi mà được à, bạn Thảo và anh Tuấn Anh chia sẻ về vấn đề là dùng nước đậu đen xanh làm á à, đậu đen xanh làm nấu nước dừa để uống hàng ngày thì anh mới bắt đầu là có niềm tin và sau đó là ví dụ như viêm đau thì dùng đá để chườm lên, thì anh cũng làm theo và đến nay thì anh cũng đã cải thiện dần dần về cái vấn đề đó. thì sơn cũng có một số cái cái vấn đề mình đã trải nghiệm và mình chia sẻ với khách hàng cũng trao đổi với mọi người thì mọi người cũng đã từng trải nghiệm rồi tất cả các loại thuốc tất cả các điều trị thì mọi người cảm nhận thế nào và chính sơn cũng là người trải nghiệm thế trước đây thì sơn cũng từng làm như thế nha uống cà phê chỉ cần uống cà phê nhọc ruột buổi sáng không là mình sẽ đi ngoài hoặc là ăn hải sản chúng ta chỉ cần ăn vào là chúng ta đi ngoài đó, nó rất là bất tiện và nó không giúp mình không được tự tin trong các cuộc giao tiếp Còn chính vì vậy khi mà sơn dùng rồi thì đến nay thì tất cả mọi thứ liên quan thì sơn đều liên quan tới vấn đề dạ dày tiêu hóa đường ăn uống hoặc là hô hấp thì sơn rất là tự tin và cũng rất là tự tin chia sẻ sản phẩm đối với, với khách hàng như vậy thì những người mà kinh doanh chúng ta tham gia Zoom hoặc là khách hàng à, chúng ta à, chưa tin tưởng về sản phẩm hoặc là còn nghi hoặc thì hãy tự tin dùng. Với Sơn có hai từ khóa. Thứ nhất là chữa lành từ gấp và hai sản phẩm của hai nhà à, chúng ta là hai CEO chúng ta là hai nhà nghiên cứu về khoa học có minh chứng rõ ràng thấy không? kể cả không những trong nước mà của cả quốc tế đây là một cái 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 vấn đề mà Sơn rất thích và Sơn cũng đã uh, bám sát đi sau và kinh doanh với hai nhà sản phẩm này. Xin cảm ơn mọi người đã gắn lắng nghe.